Mến chào cả nhà. Cây hoa giấy mà mình mua về ở lúc Tết á, cây hoa giấy ghép ngũ sắc hay là giấy màu, thì bây giờ cả nhà nên cắt tỉa những cành lá hoa để mình giúp cho cái bộ rễ mình nó phát triển tốt. Vì ngay Tết thì nhà vườn phải xử lý phân thuốc, xịt dưỡng lá ra đọt rồi ra hoa lên màu, nên cái cây mình nó sẽ bị héo rũ, nó si nếu mà mình không cắt gọn lại. Mình cắt gọn lại luôn, mình sẽ giúp cho cái cây là rễ, bộ rễ, chú ý là bộ rễ của cây hoa giấy mình á, nó chắc khỏe. Nhớ là cả nhà tưới nước nó một ngày một buổi là được rồi. Rồi mình đừng bón phân, vì trước Tết nhà vườn bón phân nhiều lắm, nên mình đừng có bón phân cho cái gốc cây, mà mình phải cắt tỉa, cắt gọn lại hết những cái cành này nè, gọn lại hết cho cái rễ hoa giấy nó tốt, nó mới tiếp tục ra đọt mới rồi nó cho hoa luôn. Hoa giấy là khi mà mình cắt như vậy thì tầm một tháng sau là nó sẽ cho hoa, nếu mà nó không cho hoa nữa thì nó sẽ lên những cái đọt non. Những đọt non thì cả nhà chỉ cần bấm đọt thì 45, nói chung là 3 tuần sau là cả nhà sẽ thấy những cái nụ hoa giấy mới và cây mình sẽ tiếp tục ra hoa và cái cây nó sẽ khỏe hơn. Chứ mà mình để nguyên cái cây, mình không cắt tỉa, mình để nó sẽ bị héo lá, héo đọt, héo bông, rồi cái cây nó sẽ sơ sát luôn. Nên bắt buộc mình phải cắt hết gọn lại cái cây để cho cái cây mình nó cái rễ là tốt nhất nè, dưỡng cho cái bộ rễ hoa giấy nó tốt nhất. Cái giống hoa giấy á, là cái giống tím tiết, là mình thấy bông nó lâu rụng mà nó ra hoa hoài luôn. Nhưng mình cái này mình mới cắt tỉa nè, hôm Tết nó rất là đẹp luôn, nhưng mà nó vẫn còn hoa nè cả nhà. Hoa già rồi nhưng mà nó chậm rụng, rồi bây giờ nó ra đọt mới nữa, mình cũng cắt tỉa nó để nó ra những cái bông mới nó đẹp hơn. Và một loại hoa giấy nữa đó là dạng sắc pháo đó, hay là hồng, hay là cao bồi. Đến Tết thì nhà vườn sẽ xuất bán những cái cây hoa chùm chùm là cái giống này rất là nhiều luôn, hoa rất là đẹp. Mình trồng, mình chăm sóc đơn giản, cây nó vẫn ra hoa, nhưng mà cái thời gian mà Tết mình vừa chăm sóc xong, mình nên cắt gọn tất cả các cây lại, vì gọn giữ tàn tán lại cho nó theo cái dáng cây với lại cái dáng chậu hoa. Chậu hoa mình nó lớn nó nhỏ thì mình cắt theo, chứ chậu hoa mà nó nhỏ quá thì mình để cái tàn nó nhỏ nhỏ, đang ra hoa rất là đẹp luôn. Chứ mình để nó lớn quá thì nó thiếu chất dinh dưỡng, thì cái cây mình nó sẽ không cho hoa, nên mình phải cắt tỉa. Và nhất là khi mà Tết mình vừa bón phân xong thì mình ngưng bón nữa đi. Mình bón phân nữa là cái cây mình nó bị dư phân, là mấy cái đầu đọt, lá cây nó bị đen đầu đọt, nó không ra bông nữa đâu. Nên đừng có bón phân nữa, mà bây giờ mình chỉ cắt tỉa và tưới nước cho cây, thì giúp cho cây hoa giấy mình nó sẽ tốt, bông nó sẽ nhiều hơn. Đây mình qua Tết thì mình cắt tỉa gọn lại hết trơn, hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Mình rất là thích cắt tỉa, trồng cái gì mình cũng phải cắt tỉa, tưới phân thì cũng tưới vừa vừa, nó mới có hoa. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem, và kính chúc cả nhà luôn vui khỏe, an lành, hạnh phúc.